Hello, có ai vào đây chơi không? Đang buồn đời đây, đang chán đời đây, muốn đi đạo đây. Cả nhà có khỏe không? Hello anh em, chào chị yêu, chào Hải Yến Bùi, chào tất cả các bạn, chào các đồng chí và các bạn thân yêu, chào Việt Nam. Năm mới chúc tất cả mọi người luôn luôn bình an, vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào, tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt. Gì nhỉ? Năm mới năm me, chúc mọi cả nhà mạnh khỏe, tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau, hai thứ gặp nhau, chui vào két sắt. Một ít mua đất, một ít mua nhà, còn thừa để ra ta đi du lịch, nhưng mà tạm thời không có đi du lịch thì cứ để ở trong két sắt nhé. Nên bao giờ nó có vaccine, có thuốc ngừa xong rồi bắt đầu mới đi. Chào tất cả nhà, nghe thấy Việt Nam có nhiều người bị trúng Covid mà thấy buồn quá, mình không muốn xem nữa luôn. Mọi người nghe rõ không? Hello Hà Bảo, hello everyone, hello tất cả các anh chị em, chúc mừng năm mới nhá, chúc mọi người luôn luôn khỏe mạnh. Mình đang nhậu, ngồi đây nhậu thấy buồn buồn á, vừa vừa nhậu vừa nói chuyện cho nó vui. Tại ở đây nhậu một mình không à, ở Việt Nam mà nhậu nhiều người, ở đây nhậu có một mình à. Chán đời, thấy mọi người ở Việt Nam nhiều người bị bệnh quá nên mình cũng chán, mình cũng chẳng muốn xem tin tức nữa. Các bạn có khỏe không? Mọi người ở Việt Nam sao? Tất cả các bạn trên thế giới, hello tất cả những ai nhìn thấy mình nhá, nhìn thấy Lisa nhá. Ai thấm thoát cũng đã một bao nhiêu lâu rồi, một năm rồi đúng không? Một năm cách ly à. Bây giờ bên Úc thì bệnh tình nó không nhiều nhưng mà người ta vẫn giới hạn đi ra ngoài đường, vẫn đeo khẩu trang, rồi đi vào shop và đeo khẩu trang. Đi vào shop thì bắt buộc, những cái shop ấy nó bắt bắt mình phải đeo, còn đâu à đi ra ngoài đường mình có thể không đeo. Nhưng mà vẫn giãn cách xã hội, nhà hàng là vẫn cứ phải có giữ khoảng cách và có giới hạn thôi chứ nó không cho nhiều nhiều đâu. Hôm nay mình vừa mới đi ra chợ thấy có mấy mấy ông cảnh sát đứng vây một cái thằng bán đồ ăn cắp, bị cảnh sát nó bắt. Thế xong rồi mình đi lên trên mua mua rau, mua rau xong đi ngược lại, có cái thằng Tây nó bỏ mấy đồ ra, nó bảo mày mua không, mày mua cái này không, toàn đồ ăn cắp rồi các bạn. Thế xong mình bảo chứ mày có biết là police nó đang ở đằng trước kia không, nó bảo yes yes I know à, tao biết tao biết, mày cứ đi đi, mày cứ đi đi. Đấy các bạn biết không, mình chỉ có đi mấy mét thôi mà có bao nhiêu thằng ăn trộm nó bán đồ ăn cắp. Thì các ông các bà những cái thằng ở bên Mỹ mà chống cộng ấy thì không biết là bên đấy cuộc sống chúng nó như thế nào, nhưng mà bên Úc này á, đứa nào mà há mồm ra nói là ở Việt Nam nhiều ăn cắp ăn trộm ấy thì lên đây gặp tao, hiểu không? Tao nói cho mà nghe. Cho nên là ở đâu cũng vậy thôi, ở đất nước nào cũng vậy thôi, ở đâu cũng có anh hùng và ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên hết. Xong nó đi nó ăn cắp đầy ra đấy, nó đi vào trong shop nó ăn cắp xong nó mang ra ngoài chợ ở chỗ Việt Nam, nhiều người Việt Nam ấy bắt đầu nó bán, hiểu không? Mình mấy hôm nay mình xem tin tức mình cứ thấy là Việt Nam nhiều người bị bệnh, nhiều người bị bệnh đó, mình chán, mình cũng chẳng muốn xem nữa. Hy vọng là mọi người không có ai bị nhiễm cái bệnh này,
Tại vì Việt Nam mà bị thì rất là khổ, khổ cho người Việt Nam đúng không? Tại vì dù sao chăng nữa thì Việt Nam cũng phải không phải là một đất nước giàu có nhờ. Cho nên nếu mà nhiều người bị bệnh thì chen chúc khổ sở lắm. Mình hy vọng là Việt Nam mình sẽ không thể chống lại được cái dịch này. Hình như bên Úc này á, nó cũng học cái dân Á Châu á, ngay từ đầu nó cũng tìm ra là cái người nào bị nhiễm đầu tiên rồi lây lan cho ai, rồi nó bắt cách ly, rồi nó đóng cửa tiểu bang này không được sang tiểu bang khác. Thì nó làm giống cái kiểu người của người mình ấy, cho nên là rất là an toàn, chứ không như cái lũ bọn Mỹ. Bọn Mỹ lúc đầu ấy, nó kiểu như là tự cao tự đại, nhất là cái ông Trump, ông làm tổng thống. Nhiều khi cái bản tính của ông là cái dân là tự ngạo mạn, phải không? Ngay từ lúc đầu mình đã nói rồi, ông đó ông ấy thành công vì cái tính cách của ông ấy, nhưng ông sẽ thất bại vì cái tính cách của ông, ngay từ lúc đầu mình đã nói rồi. Chứ không phải bây giờ mình mới nói vút đuôi đâu nhá, ngay từ lúc đầu Lisa đã nói rồi. Nếu mà các bạn nào mà theo dõi những cái gì mà mình nói đấy thì các bạn sẽ hiểu, đúng không? Mình ngay từ lúc đầu mình đã nói là cái ông này sẽ thất bại vì cái sự ngạo mạn của ông ấy. Uống bia kể chuyện ba que hay hay. Thì nói chung là ở bên này Tết Tư cũng buồn lắm. Mọi năm thì cái bọn cộng đồng á, nó tổ chức cái chợ Tết thì cũng vui vui, có cái không khí chợ Tết cũng vui. Nhưng mà năm nay bây giờ cái mùa Covid này là không có được tụ tập nữa, cho nên là những cái đấy bọn đấy cũng chết đói rồi. Cái đấy nó là một cái cách làm ăn thôi các bạn. Giống như là có một cái người ta mới thuê cái được con đường đó, cả một con đường đó người ta phải thuê. Thuê cái con đường đó trong vòng bao nhiêu tiếng, rồi thuê cảnh sát, thuê đủ các thứ, ở đây động vào cái gì cũng tiền hết, chứ không nói mồm được, biết không? Người ta thuê cái đấy xong bắt đầu người ta thuê những cái người mà người ta muốn bán bánh, bán kẹo, bán cái gì cũng thế. Người ta muốn ra quảng cáo hay là làm một cái gian hàng gì đó thì người ta lại thuê lại cái bọn đó. Thuê lại cái bọn đó thì phải trả tiền cho cái bọn đó thì chúng nó có lời. Hiểu không? Những cái người như là bình thường thôi muốn bán bánh, bán giái gì đó thì mang ra mình phải thuê một cái gian hàng thì là cái bọn đấy nó là kiểu như là nó là đầu tư. Ở bên này cái gì nó cũng là tiền hết, nó cũng đầu tư hết. Thì những cái người nào mà muốn làm ấy thì ra thuê, thuê để trả tiền cho chúng nó. Ví dụ như nó thuê bao nhiêu mét đó thì chúng nó phải trả bao nhiêu tiền, trả bao nhiêu tiền, rồi đến lúc mà người dân người ta thuê thì người ta lại phải trả tiền cho chúng nó thì chúng nó được lời. Thế mà cái gì hả? Hỏi em mà. Đúng không? Cho nên là cái gì chúng nó làm ăn chúng nó cũng có lời hết. Ở bên này nó là như vậy, chứ không phải nói suông. Cho nên là mọi người phải hiểu như thế. Đó, ok lắm. Ok là phải đi ra ngoài rồi. Bye bye cả nhà nhé.